Đi đường này nè chú, tại đường bên đó rào rồi. Nãy là Tiên hoa, Hiền Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Bữa nay mình đi đám về ghé ha, là ở trên Tây Ninh mình xuống luôn chú. Hả? Dạ đằng sau mộ của chú Vũ Linh luôn á cô. Đó. Dạ. Cà phê không? Đâu rồi, đi đâu không đó. Dạ đây nè, mộ của chú Vũ Linh đây nè chú. Chị nè. Ờ à, biết rồi chứ bà. Nãy giờ Tiên nghe chú nói là chú là chú của chú Vũ Linh. Biết đúng. Dạ nhan bên đây nè chú. Nhan ở phía trước nè. Ủa chú mà nãy con nghe chú nói là chú này là chú ruột của chú cũng dính dính vậy à, đâu không có nói chứ đâu có đâu ruột vậy. Dạ nhưng mà chắc cũng quen biết hả chú? Biết không? Dạ vậy là mình cũng có gặp chú Vũ Linh ở ngoài hả chú? Gặp qua. Dạ. Chú có gặp đầu ngoài Vũ Linh về đời hả? Cũng có tiền anh nhiều hơn. Dạ. Dạ. Anh nhắc anh cái đã rồi cái sáng em mua nè mua một mâm. Hello anh Bin. Bữa nay anh sáng nay chưa chưa hả? Bin không có chào anh. Bữa nay em đổi phong cách. Có không cách anh. Này Hải cúng chú với lại cúng cho cô Hân Kim Huệ hả? À giờ mà anh mua có mấy chục ngàn mà thấy nhiêu không? Rồi, mâm dung luôn á. Chiếc cương, cho mượn chiếc cương coi. Mà em cúng bên cô Huệ cái mâm cũng trong vậy nè. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2023. Con tên ngày chết nhiều lắm, chôn nhiều lắm. Vì mình vừa lóc, khắp những tình dưới các gì các ngày. Thổ thần, thổ mồ, thổ đệ, đá di dập, thổ hào, bộn trịnh, lông thần, ngày sang qua Duy Bình Dương. Cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông Thạch Thọ Giang Ngoan, có danh tâm giá sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, còn mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 du lịch. Ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, vào 66 tuổi. Nay như sáng nay Duy Minh có mua một lô xịt tin và một xịt cây. Chúc là mời chú Vũ Linh về thọ lạc xa và thổ hữu chú Vũ Linh sách về đi được ra. Duy Minh cũng xin một giá như ngày hôm nay biết một tất cả các Vũ Linh ở trong ngày trang qua Duy Minh Dương này. Về dùng chung tập tập nó một chú và được đổi thân khói đậm với nhận ở đây. Em ơi, cái gì anh? Nó muốn nở mà. Nên nó tự rụng lá rồi tự nở luôn mà. Tối quá. Mai giờ còn là nụ không à. Bông tới rồi. Không còn lá nào, cái này mai mốt tới Tết nó không còn cái bông nào luôn. Không, tại cái cây này bữa hổm nó cũng vàng vàng hoài à. Tại vì mình tưới cái nắng này, kích nó chi. Đây, hổm không? Mấy trăm gốc mai đây nào. Mấy tháng trước lận anh ơi, nó tự vàng rồi tưởng đâu nó thằng chết thì phải tưới nó, thôi. Nó muốn thay đây rụng lá để gặp. Thôi mấy anh em mình vô lạc lá. Không mà nghe.
bữa nay thấy cái thuốc đó hay à. Gì? Cái thuốc của anh Niu mà người ta chỉ thuốc nhà vườn người ta chỉ mà tưới cho giấc này kích vậy nó ra bông là tết là thua. Chứ sao hả, mới gần chết rồi mới là chế thuốc đó cho nó ấy đó, vậy là đón tết sớm luôn rồi đó. Rồi ông Mết này là đang ra bông nè mấy anh em. Hai ông Mết ông là hò tay cái ông lại lá rồi bạn ơi. Tranh thủ để ra bữa cùng hết trơn rồi. Bắt bông của lá kìa. Em cắt nhánh để em bỏ vô chân được nè. Đây là cái lá mai duy nhất để mà bà Lâm Bết lặt được. Chứ giờ tới Tết là họ bảo đảm không ai lặt được luôn. Giờ mình sẽ bỏ vô cái bao lô mới được. Bây giờ mấy em cắt nhánh về chân là tôi có ổng kìa. Thôi để nở cái đây cắt nhánh. Rồi sao nở dở là cái này nhiều quá ha. Trời ơi. Nói cho có việc nói vậy mà. Nghĩ sao cắt nhánh. Ôi có khi nào anh em về nửa đêm có ai lại xin lọc cắt nhánh không? Ừ, đúng rồi. Nói nghe nè, lọc mai là có nha. Nguy hiểm mà tại vì sao mai nãy giờ đang ra nổ. Bây giờ mình nói là video là nghe, ta nghe tới tối đó tới là cắt hết chết rồi, chết rồi, chết rồi, được rồi. Anh em mới nghi ngờ nhất luôn á. Hay có cái lá không bỏ vô túi hiểu mà không biết là có bỏ cái cạnh đem về không à. Đấy, tại vì mình dự định là Tết năm nay là lặt bó mai. Mà bây giờ là coi nè, bà con cô bác ra nè, cái mai nó còn có bao nhiêu lá ra đâu. Có lá đâu để lặt. Đó, lá khô hết rồi. Bây giờ nó còn có một hai lá à, mình tranh thủ mình lặt luôn chứ để nó rụng luôn. Mày một hai lá ông còn bỏ vô túi chứ lặt nguyên cái cây không biết ông bỏ ở đâu nữa. Cái này là bông rồi. Bông rồi, bây giờ anh nói là lá non luôn rồi đó. Thì đó bông rồi đó, khoảng chừng tuần lễ nữa là thất ghê. Tuần lễ gì? YouTube 3 ngày nữa là có bông. Đó. Qua ai cung cái bánh sáng cúng đâu ta mà mấy anh em biết không, có để chút nữa cũng được. Mai mở mộn cái bông nhân, tại sao mà mai nó đụng lá vậy? Là người ta tới người ta lấy lọc liền đấy, tôi bẻ là tôi chưng vô cái bằng chưng cái tết được mà. Tại gia chỉ kìa, cái tại nó gia chỉ kìa. Rồi tới khách tới mừng không là tới công chuyện, tới công chuyện. Bữa nay là đi thăm mộ người nhà nhiều lắm. Đi à? Nữa hả? Ông nó tối ngày cứ lọc qua ông lọc nguyên ổ trứng rồi đâu gì nữa. Chiều nay là sẽ có lọc nữa. Hôm qua ông bắt được một ổ gà 7 trứng này cho vợ ông cái bọn. Ở gà đây rải không á, gà thiên nhiên không á. Gì đó. Gì? Ông Ngọc hôm qua cũng có được mấy trứng đây đúng không ạ? Có hả? Có mình anh này nè. Có mình ổng à. Có luôn ăn hết luôn hả? Luôn hết rồi. Chiều cái hiêm một trứng nữa, giờ đãi trứng gà để cái đó dễ bị độc quỵ luôn á. Cái gì? Độc quỵ hoài gì? Sao anh? Quỵ ăn mình. Ôi trời. Thôi bây giờ ra đây chụp những cái mượn phim. Ôi chồng, nói nghe nè, cái cây dương sĩ đó không biết có trọng mà sao nó mọc nguyên hai hàng dữ ta. Thấy không? Ờ bữa nào mình ra đây mình cắt mớ lá mình vô mình cắm bông đi. Được á. Cái tới không chuyện với qua Diêm luôn. Qua sim nè, nở rồi nè. Không mua. Không mua nở rồi nè. Không mua nở rồi nè. Đó, bà con cô bác. Không mua qua viên trồng nè. Vô được không đây? Cũng được cưng, vô được, đi được. Cao quá. Nè, nay quá trời luôn nè, đằng đây nữa nè, cũng nữa anh chị ơi. Chắc chú hay đông quá chú ngại. Con đi một đường mà đường. Và tới đây cái video của Huyền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.